Tiếp theo là câu hỏi thứ bảy của tôi. Tôi thấy địa tạng Bồ Tát, một tay cầm cây tiết trưởng và một tay cầm viên hạt biên châu. Vậy ý nghĩa của cây tiết trưởng và hạt biên châu có ý nghĩa là gì vậy? Xin ban quản trị trả lời dùm tôi. Tôi là Thiền Gia Anh Tuấn xin trả lời câu hỏi tiếp theo của anh Hoàng Trung Lập. Cây tích trưởng cũng gọi là cái cây minh trưởng hay là cái cây thanh trưởng. Cây này là để đi trong bóng tối, cái vẹt đường để mình đi, còn cái hạt minh châu là viên ngọc tự phát ra ánh sáng để đi trong ban đêm thấy đường giống như hiện nay chúng ta đi trong ban đêm mà sử dụng bóng đèn điện vậy xin mời anh hỏi tiếp